Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhảo.vn. shopbanhảo.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Murat. Hôm trước thì mình có livestream thì có một bạn fan của mình, bạn ấy hỏi mình có cách nào khắc chế vị tướng Murat không anh? Chờ sao sao vì nói vị tướng Murat là một cái vị tướng sát thủ khá là ảo diệu, nhưng mà các bạn biết bắt bóng của nó một cái là nó phế ngay. Bởi vậy các bạn biết cách khắc chế là gì rồi đúng không? Cứ bắt bóng nó là ok, hoặc là chơi những cái con tướng có khả năng gọi là cắn, ví dụ như Arum đó, hoặc là Omen trói lại không cho nó chạy đó, hoặc là Alistair đang múa gặp Alistair nó lại cho một cái là chết ngay đấy nha, rất là nguy hiểm luôn. Và đặc biệt thì các bạn có thể bắt bóng vị tướng Murat. Vị tướng Murat là một cái vị tướng sát thủ có cái số lượng máu khá là yếu đuối và mỏng manh. Ủa, hình như mình đang chơi Murat hay sao ta? Nó nói về cái khắc chế để làm gì nhỉ? Nói cho vui đúng không các bạn? Hợp lý không? Hợp lý. Hôm nay mình sẽ chơi Murat cho các bạn xem nha. Để xem tem bạn có bắt bóng được của mình không nha. Hay là mình chém cho tem bạn toang hoang nhà cửa, không còn răng mắn cháo. Làm sao có ai biết không nè? Từ từ nha. Các bạn chơi Murat thì các bạn chỉnh cái chế độ đánh là gần nhất nha, chứ đừng chọn máu thấp nhất, không có công nó dí theo người ta nữa. Nó đẻ nó đánh nó không chém được nội tại mà chém gió thì chết luôn anh, rất là nguy hiểm. Mình chơi Murat không có giỏi, đấy là mình nói thiệt. Còn mình chơi Murat nói chung là cũng bình thường thôi, kiểu giống như là cũng biết sơ sơ ấy. Trước đây thì mình cũng đánh gà lắm, nhưng mà dạo gần đây thì mình cũng bớt hơn gà hơn chút rồi. Tại vì mình chơi Murat nhiều đâm ra thì nó cũng quen quen tay một chút. Rồi chém này, mình sẽ chọn mục tiêu là vị tướng teo nát nha các bạn. Úi giời ơi, không có teo thì mình chọn thằng này. Thằng béo mập bập béo là một em. Chỗ đấy hay quá anh ơi. Tuyệt vời ông mặt trăng ơi. Không được mạng nữa. Nhưng mà thôi kệ không sao. Wow. Trời ơi, quá dữ luôn các bạn ơi. Xém nữa thì chủ bắn chết luôn. Hên quá. Rồng hả? Rồng đúng không? Ok, thích là mình nhích thôi. Từ nha, mình chỉ chém được 4 điểm mình đủ mô cái pập pập. Hãy xem ta đây, chiu 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 chiu. Ủa sao mình bấm mũi chiu? What the hell, mình bấm chiu cuối rồi mà ta, sao nó không chém nhỉ? Lỗi à? Lỗi gì nhỉ? Tại sao lại có thể lỗi được như vậy? Các bạn có để ý, nếu mà các bạn xem lại cái hồi nãy thì các bạn có thể nhận ra một điều, mình rõ ràng mình bấm chiu cuối rồi đấy, mình chọn mục tiêu rồi đó. Ở thêm méo nào, quay đi quay lại cái nó không chém người ta. Mà nó chết ngỏm cụ tỏi luôn, bị người ta đánh chết. Vô lý vậy. Bóa là vô lý luôn, buồn hết sức buồn luôn. Mình chém chiêu cuối xong mình bật cái chiêu một mình biến về là xong rồi. Cay thế nhờ. Quá là cay luôn ý. Nghe chưa, bắn trong một cái là rụng trứng liền nó. Vô. Từ từ, mới chết mạng thôi mà. Ăn thua gì, ăn nhắm gì. Cuộc đời còn dài gái còn nhiều mà. Anh em xem clip đăng ký kênh và like, comment để ủng hộ giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Murat chơi này hot lắm đấy các bạn. Có một thời gian đây là một con tướng mà phải cấm đấy. Nhưng mà bây giờ thì người chơi của nó cũng chẳng còn nữa, chứ đừng nói cấm nữa. Ít lắm, ít chơi lắm. Các bạn có thể thấy rằng thì trong đánh xếp hạng các bạn có thể vào đó, các bạn nhìn thấy rồi đấy. Nakaroth thì lúc nào cũng hot, gọi là lúc nào cũng hot luôn. Còn riêng Murat thì có một thời của nó thôi. Uê, đồng tê nhá. Trời đông thế nhỉ, đông thế nhỉ. Quá trời đông luôn. Cuối cùng không ăn được mạng nào. Nào 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 nào. Teo nát này. Em xin. Có lúa luôn các bạn ạ. Cái thằng này mày vào đây, mày bước vào đây. Crack không chịu về à? Không chịu về thì đã có em ở đây rồi. I am fake. Đi đâu mà vội mà vàng. Đứng lại cho em sợ hàng cái quay. Trời ơi. Trời ơi hay quá nha. Anh Superman hay đấy. Superman tên mình chơi hay đấy các bạn. Mình thấy cũng có nhiều bạn bình luận kêu mình chơi Superman nhưng mà mình chưa có nó gà lắm. Những con nào mình chơi gà là mình không có muốn làm clip đâu. Tại vì sao? Phế các bạn ạ. Thật, chơi gà là nó phế. Mà khi phế một cái là người ta chửi vào mặt mình ý. Nó chửi mà không ra cái gì luôn. Bởi vậy đâm ra thì thôi làm những con tướng mà mình biết chơi đi ha. Con tướng mà dễ chơi hoặc là nói chung là
không phải tướng tủ nhưng mà dễ chơi á, thì mình vẫn có thể gọi là khiến cho tem bạn sợ hãi với những cái pha hùng hổ lao vào, nhưng với những cái pha búng tem bạn chết rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ và rất là khoái khi mà các bạn xem cái clip của mình. Mình có đọc comment thì mình thấy nhiều bạn kêu mình chơi con này chơi con kia đi, nhưng mà những không phải con tướng mà không phải tủ ấy thì thôi, tốt nhất là mong các bạn thông cảm ha, mình không chơi. Tại vì nếu mà muốn chơi những con tướng đấy mà giỏi thì mình phải mất rất là nhiều thời gian, mà các bạn cũng biết rồi đấy, thời gian của mình nó không có, đâm ra thì thôi chơi những con tướng mà tướng tủ này, hoặc là những con dễ chơi này, dễ làm clip. Wow, cái gì đây, cái gì đây, đông thế, trời ơi, trời đông dữ thần, trời ơi, tốc biến này, kéo này, anh ơi, anh kéo em đúng không, sao kéo được, trời ơi, người ta lạng lách đánh võng thế, cái gì, làm cái gì đây, nào, chừng chỉ cho một cái nữa này, sướng chưa anh, ăn phê rồi đúng không, sợ phê quá đê chứ ấy. Không chịu về, rất là lì, người ta gọi là lì, lên cho ăn củ mì, cho ăn đấm luôn chứ, mì là củ mì là chuyện bình thường rồi, teo nát kìa, ôi hết máu mà còn làm gì đây, bạn bắn tớ, bạn biết tớ là ai không, tuyên bố bạn biết một điều luôn, rồi xong, bị đẩy về rồi, đẩy về thế này sao sống, thôi chết đi rồi chứ đánh đấm làm cái gì nữa. Trời ơi, kéo kìa, trời ơi, kéo ghê quá trời luôn. 6-1 rồi các bạn. Quá xanh rồi. Mình hiện tại đang rất là xanh con nhà bà sao nha. Còn các bạn hỏi tại sao mình lại xanh ấy, thì các bạn xem clip cũng thấy rồi đấy. Chỉ Morat là nó cũng nói chung mà cũng phải cần tư duy sáng tạo chút. Đó, tay nhanh chút. Rồi, bé A Thu rồi. Nào, nhào này. Búm. Hello puppy. Ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau. Em sống ra sao? Bây giờ thế nào? Ôi giời. Oh my god. Mình về mình sơi con bù đỏ cái đã. Chơi Murat ý, thì các bạn đồng đội của mình ý, ví dụ như các bạn chơi vị tướng những vị tướng AD support này, chơi Murat thì đừng có ăn mấy con quái nhỏ nhỏ này nhá, để mình lấy mình Murat nó còn lấy nó tích nội tại. Xong rồi nó qua nó chém người ta. Đó. Trời ơi, mở con gai kìa, trời ơi. Mơ đâu mà mừng dương miệng tớ. Búp nè. Này đó. Đây này, nhất là mấy con quái này các bạn. Đừng có ăn nó nha. Để mình lấy nội tại đó. Trời. Hiện tại thì bây giờ mình chưa lên lấy nội tại được, tại vì mình phải ăn luôn. Tem bạn hiện tại bây giờ nó đang có thể càn ra được, nhưng mà khi mà mình lấy hết cái trụ từ bên ngoài á, còn một cái trụ bên trong á, thì con quái đó là con để mình tích nội tại đấy, tích đủ nội tại cái là mình chém thôi, cứ tích đủ nội tại cái là mình chém thôi, chém lại. Uê lều ơi, wow, kêu, trời ơi mấy bạn cứu tớ, hên quá, cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn mà không quay lại cứu tớ là tớ bỏ của tớ chạy lấy người đấy, tớ bỏ xác lại tớ lấy mỗi linh hồn gì đấy nhá. Nói cho bà biết thế. 8-1 rồi, thơm rồi. Bạn thích chơi Murat hay không? Giời, quá hay luôn. Trận này thì mình đang lên cho vị tướng Murat, đó chính là cái cung bố tố nha các bạn. Bảng ngọc thì mình đang sử dụng cái bảng ngọc hút máu 16% đấy. Bảng ngọc của mình vẫn hay sử dụng những vị tướng sát thủ rồi AD ấy. Nhưng mà thường thường các bạn, có nhiều bạn chơi Murat thì các bạn lên cho nó cái kiếm chi hồn. Nhưng mà mình lên cho cung bộ tố để mình đánh cho nó nhanh, tích nội tại chém cho nó sướng. Nè, nào, bụp này, nó é, xài ơi, biến về này, nó. Uầy, thật là ghê. Trời ơi má ơi, mạnh dữ ta. Xàm đi chứ. Hết chiêu 1, không có có chiêu gì hết trơn. Buồn dữ sợ, buồn các bạn. Trời ơi là trời, xui dữ ta. Trời ơi, tôi chết một cái thôi, bồ tôi lút luôn con bồ đỏ của mình. Vãi cả đồng đội. Nó chờ mình chết một cái là nó lượm bùa lên. À, nó lượm cái con quái ấy của mình lên. Khốn nạn. Trời ơi, đấm đi. Phang nhau đi, đừng có ngại ngùng làm gì. Phang đi, đừng có thẹn thùng làm gì. Ôi dồi ôi.
Hiện tại thì anh Hảo Cover đang chuẩn bị ra mắt một cái MV con quan nhỏ nhỏ chíu tên là Tình Lỡ ấy các bạn. Hiện tại đã có link công chiếu rồi, các bạn vào cái link công chiếu đấy, ấn cái nút cái gì ta, cái đó gọi là nút gì ta, thông báo cái gì nhỉ, nút gì đây, quên mất tiêu rồi. Ý, đặt lời nhắc, trời ơi mình hay quên quá. Ấn nút đặt lời nhắc giúp mình với nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều cho một like này, một nút đặt lời nhắc này đó. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh anh Hảo Cover giúp mình với. Trời ơi, em vừa đầu tư gọi là bạc tỷ trong đó đó, vậy mà anh em không quan tâm thì mình buồn lắm luôn á nha. Trời. Wow. Cái gì đây? Úi giời, teo nát kìa. Mình chọn mục tiêu là teo nát thôi. Teo nát thôi. Anh crack ơi. Anh đi đâu đấy? Trời cho em xin. What the hell? Chạy nhanh thế nhở? Cái thanh niên Krinat này chạy nhanh quá. Nếu mà vị tướng Krinat với cả Murat đánh nhau ấy thì Krinat thua chắc. Các bạn biết tại sao? Tại vì cái con tướng Krinat ấy nó máu nó cũng yếu. Nhưng mà Murat nó sẽ có chiêu thức hơn. Ví dụ cái chiêu 2 né chiêu này, cái chiêu 1 lao vào này, hai lần này, đó, cái chiêu cuối nó cũng bị né chiêu được né chiêu này. Đó, bởi vậy đâm ra Krinat không phải là đối thủ của vị tướng Murat nha. Nếu mà hai con solo với nhau bằng đồ, bằng chiêu thức vẫn còn nguyên si. Ôi trời ơi, bé mà gan ga hư quá là vào cái chết là đó. rồi, ôi hãy xem. Ôi trời ơi, sao mà chết nhanh thế nhỉ? Sao em chết nhanh dữ? Em chưa kịp xem ta đây nữa là em đã chết rồi còn đâu. Tên bên kia hư quá luôn. Được lắm, mấy bạn quá hư, quýnh tớ đúng không? Được, cứ từ từ. Trời ơi, đấm luôn kìa, ghê. Trời ơi, bố quăng cái chiêu 2 luôn kìa, đẹp thế, không trúng luôn. Hay thiệt cái chứ. Quá tuyệt vời. Pew. Trời. Ôi ôi. Mấy bạn đừng ăn búa xanh của tớ là được, muốn làm gì làm. Qua hành hạ theo bạn thế này thì chăng nữa cũng được. Đừng có ăn búa xanh của mình là ok. Mình dậy mình sơi con bùa xanh cái đã nha. Từ từ nha các bạn, từ từ chờ mình chút nha. Bấm. Đừng có hư. Hư là tét mong à. Piu. Wow. Chỗ nó lấy đồng đội mình, nó cầm, nó ngắp, nó lôi về ghê thế chứ. Mình đánh chọn mục tiêu đó chính là mở gần ga và teo nát thôi. Uê, lỗi đông lắm các bạn ạ. Thôi bỏ đi mà làm người. Quay ra nó quánh cho còn mỗi cái nịt không là thấy mẹ luôn đã. Thôi. Thèm teo nát quá, nhìn teo nát rồi mình thèm rơi nước mắt, rơi nước miếng, chảy nước mũi. Piu. Kéo đi. Ôi trời ơi, kéo kìa. Nó kéo luôn bộ tôi là kìa. 1 2 3 4. Cái gì chết sạch vậy mấy anh? Chà. Wow. Mọi người xem mình làm rồi. 1 2 3 hãy xem tôi đây. Bấp, cái gì bấp gì trời? Đầu xanh đang chém mà cũng chết nữa hả trời? Chết trong lúc chém các bạn ạ. À. Nó ảo tung chảo ấy nhỉ? đang chém chiêu cuối này mà chém được có 2 phát à? Đang nghĩ thường thường là mình chém 4 phát. Mà chém được 2 phát mình chết ngõm củ tỏi rồi còn đâu. What the hell? Kỳ cục nhờ. Chém chết trời. Xàm thì chứ. Quá xàm xí luôn á. Đẩy đi, đừng ngại ngùng. Đúng rồi, đấm nó. Yeah, hư nè. Trời ơi, gặp ra nó đá cho thì thôi luôn. Sướng. Ai bảo. Hết máu mà còn lì. Teo đá cho bạn là cái con tướng mà dễ ăn nhất. Tại vì máu nó giấy. Thật sự luôn, gặp teo nát là mình khoái lắm. Cứ lao vào chém thường 2 phát là chết à. Thiệt. Chỉ cần lao chiêu 1 vào chúng mà chém pop một cái là đi luôn. Cần thiết thì lao thêm chiêu 1 phát nữa là cũng toang, không cần chiêu cuối, không cần chiêu 2. Hello anh A Thu nha. Hello Babi, chém này. Ý. Anh ta có ý định quay lại đập mình, mình chạy lên, té lên chứ. Sao? Bây giờ sao? Hư hả? Trời đông dữ thần.
Thế em về đây đó, có rác kìa. Úi dồi ôi, quay hút hút nó đi, hút đi bạn. Hút nó đi lưu bố. Đây đây đây, em tới đây. Ba cha cha. Hư nè. Rồi không chết rồi. Châu quá châu rồi. Quá con nhà bà châu luôn rồi. Rồi xong, lữ bố đang một mình cân hết. Mà cái kết mà đấy chết không kịp ngáp. Sạp sống được. Mình quay ra vào phải đấy là mình cũng toang thật sự luôn đấy. Piu piu. Teo nát kìa, teo nát kìa. Bạn teo kìa. Bạn teo ơi. Bạn teo gì gì đó ơi. Ăn rồng đúng không? Hình như đang ăn rồng các bạn ạ. Hello. À đù. Trời ơi, mình căn chiêu để mình chạy qua mình chém tem bạn nếu mà đang ăn rồng rồi đó. Nhưng mà hên á, tem bạn không ăn rồng thì mình ăn. Trời ơi. Con rồng đứng một mình ở đây làm gì? Quấn tay. À đù. Sao lại hồi máu tào lao vậy? Vãi cái trường, mẹ đánh cả nửa cây máu rồi, cần chết rồi nó còn hồi máu nữa chứ. Đùa tao hả mày? Mày giỡn mạng tao hả mày? Rồi có quyền năng ám đâu. Trời ơi, theo nát này. Đâu vậy? Ôi bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh. Trời ơi bùi xanh dừng tem bạn này. À thế, ngon nhỉ. Tự dưng không ăn được bùi nhưng mình lại có bùi của tem bạn. Đây 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 đây, đúng rồi, tốc biến đúng rồi, rất hay. Tèo à nát rất hay. Tèo à nát rất hay. Đó, thấy bạn thấy chưa? Nó bảo rồi lao chứ một phát đánh thưởng phát trúng là ngon ngay. Vỡ mồm luôn. Đâu rồi tem bạn, đâu rồi ta? Còn ai nữa ta? Lính cao súp. Súp à? Superman. I am Superman. Đó thần luôn này bạn. Quốc con thần luôn. Trời ơi, một khi máu rồi. Chơi khô máu luôn. Sợ cái gì? Không đúng không? Không, mình solo luôn. Tí cho nó máu lửa. Thừa sức luôn các bạn. Murat solo thừa sức luôn. Với cái trang bị của mình như thế thì vô đối luôn rồi. À, nói thêm về cái trang bị của vị tướng Murat nữa. Thì mình đang lên cho nó cái cung bão tố nha. Lại một cái thanh liên chán sống à bạn. Hút cái gì thế nha. Xong rồi mình sẽ lên cho nó thương xuyên phá. Phúc hợp kiếm. Nanh Fenry. Cái nanh Fenry là cái món trang bị rất là quan trọng nha. Và cuối cùng sẽ là giáp hổ mạnh. Thế thôi các bạn ạ. Chỉ với những cái món trang bị gọi là cơ bản như vậy thôi. Nhưng mà tem bạn gọi là gặp mình bây giờ là rớt ngay. Rúng ngay, rúng ngay, rúng ngay, rúng ngay. Teo à nát này, teo à nát này. Ây da đầu xanh ơi, độc phát cưng tim khốn nạn. A à. Chết. Chán thế, mất giáp hồn mạnh tảo lao thiệt chứ. Teo nát, teo nát, teo nát, teo nát. Đấy, 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 biết ngay mà. Nói đâu có sai các bạn. Trời ơi, mình biết chứ. Hết máu mà đâu có chịu về. Rất là gấu lì. Gấu lì mà gặp mình. Có mạng. 14 kill chứ mày. Ăn được không 14 kill chứ mày. Ăn nhảm gì đúng không? Xem bạn hiện tại bây giờ đang rất là sung nha. Sung này, sung này, sung, 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 sung. 15 kill. Quá phê. Trời ơi, Murat cuối trận mình tỏa sáng quá các bạn ạ. Mình quá là tỏa sáng luôn. Bụp nó đi. Đúng rồi, đấm nó, đẩy nó ra. Trời, chơi nó, chơi, 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 chơi. Ngon. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và ấn like của giúp mình với nhá. Nhớ qua kênh Anh Hảo Cover cho mình xin một lượt đặt lời nhắc và một lượt like. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye. Bạn đã muốn nick thì vào suốt giúp mình clip của mình, tôi tả video ấy nha.